trên trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Có một bóng người xuất hiện từ trong vết nứt đó, khiến cho Trương Dật phải thốt lên một phen, đó là Thiên Sầu, con đúng là làm cho ta quá thất vọng. Phân thân của ma hoàng Độ Kiếp Kỳ, vậy mà đã làm mất lãnh địa Vạn Ma Quật cực kỳ quan trọng này. Là phân thân của cha ta, ma hoàng, chỉ là phân thân mà thực lực đã là Độ Kiếp Kỳ sao? Uy áp mà Độ Kiếp Kỳ tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy áp lực biết bao. Đối phó với địch nhân cấp cao, thường thường cần dùng những pháp thuật đơn giản nhất. Thiên lôi thuật. Lôi kiếp ta còn không sợ, sao có thể sợ cái pháp thuật còn con của ngươi được? Đệt mợ, người khác đũng cả quần để trốn khỏi lôi, ngươi vậy mà tay không tiếp lôi. Theo ta thấy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giải trừ linh hồn khế ước, giao ta cho phụ thân của mình đi. Cho dù có như nào đi chăng nữa, đạo tông ta cũng sẽ không bao giờ khuất phục ma tông. Ta còn có con bài tẩy đây. Biết rõ là mình không thể đánh bại cường giả Độ Kiếp Kỳ, nên là Trương Dật đã nhanh tay móc từ trong túi ra Nhật Ảnh Kim, lại lần nữa triệu hoán sư tôn đến cứu giúp. Từ trên trời bỗng xuất hiện một vòng nguyệt quang, người bước ra từ đó chẳng ai khác ngoài Nguyệt Giao sư tôn. Là kẻ nào dám ức hiếp đệ tử của đạo tông ta? Cô ấy đẹp quá đi mất. Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy vô tình tiên tử trong truyền thuyết, cô ấy đẹp quá đi. Sư tôn, bà già đó thì có gì tốt chứ? Sư tôn, lâu ngày không gặp, người vẫn đẹp như ngày nào. Tông chủ của đạo tông đến thì đã sao? Không phải đều là Độ Kiếp Kỳ như nhau à? Để ta xem bản lĩnh của ngươi lớn bao nhiêu. Căn bản phân thân chẳng là gì đối với ta cả. Để bản thể của ngươi ra đây nhận lấy cái chết đi. Không, không thể nào, uy lực của một kiếm này sao lại có thể lớn đến thế cơ chứ? Nếu đạo tông dám làm tổn thương con gái Nhậm Thiên Sầu của ta, lão phu thề sẽ nhuộm máu sơn môn các ngươi. Yên tâm, ta hứa sẽ chiếu cố con gái của ông thật tốt, để cô ta biến thành một hầu gái thực thụ. Chuyện là như thế nào? Ta vì tiện quản chế nên đã thu Nhậm Thiên Sầu và Huyết Cơ làm linh hồn người hầu. Hừ, Nguyệt Sao lại bắt đầu ghen rồi. Thôi được rồi, ta cũng không rảnh để so đo với ngươi. Quay về đạo tông, vi sư có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Vâng, quái lạ, chẳng lẽ là đã phát sinh chuyện gì rồi ư? Bà già này có vấn đề, chắc chắn là cô ta đang giấu giếm gì đó. Nhưng sau trận chiến lần này, địa vị của đạo tông nhất định sẽ không ngừng tăng lên, thế lực trung minh thành lập lại càng lớn mạnh. Đạo tông. Sư tôn, hôm nay bôn ba mệt nhọc, vội vã chạy về đạo tông là có chuyện gì? Khục. Ở đây không có ai, vi sư nói cho ngươi biết một sự thật. Lúc trước Độ Kiếp thất bại, vi sư dưới sự trợ giúp của ngươi bảo vệ được tính mạng lẫn tu vi. Nhưng sau đó, vi sư đã dính phải nội thương, mỗi lần sử dụng khí lực thì tình trạng sẽ càng nặng hơn. Là do ta quá ngu ngốc, đã như vậy mà vẫn muốn triệu hoán đến cứu giúp ta. Không ngờ được, sau lưng sư tôn lại chịu nhiều đau xót như vậy. Ngươi không sai, đều là vi sư luôn che giấu sự thật. Hôm nay nói cho ngươi biết là vi sư lo lắng về sau thương thế tăng thêm, nguy hiểm đến tính mạng, tạo cơ hội cho địch nhân lợi dụng. Thế nên, vi sư muốn để ngươi làm người nối nghiệp của đạo tông, nếu một ngày nào đó vi sư chết, ngươi vừa hay. Đủ rồi. Sư tôn đừng nói ra những lời không may mắn như vậy, ta sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, giúp người tìm linh dược trị liệu. Vô dụng, tổn thương do lôi kiếp tạo thành là nội thương bị nguyền rủa, lấy linh dược của tu tiên giới, căn bản không cách nào chữa khỏi. Ngươi từ bỏ vi sư đi, không cần phải để ý đến bà già này làm gì. Sư tôn nói gì vậy? Sư tôn sẽ mãi là người mà ta thích nhất, không ai có thể thay thế. Ta có thân tình, ân tình, tình cảm lớn lao với sư tôn. Thế nên ta sẽ mãi không bao giờ từ bỏ sư tôn. Ta thừa nhận là mình hoa tâm, nhưng người ta yêu nhất, thủy chung vẫn chỉ có mỗi mình sư tôn. Trong khoảng thời gian này, vi sư đã nghĩ thông suốt, ta sẽ không để ý đến ngươi tiếp xúc với những nữ tử khác. Chân tình không phải là sự chiếm hữu ích kỷ, mà là tín nhiệm một người, tin tưởng người đó vô điều kiện. Ngươi đã đến tuổi, mê luyến sắc mặt khác phái, cũng là chuyện bình thường. Sư tôn. Sư tôn thay đổi thật rồi, không ngờ vô tình tiên tử lúc trước, bây giờ lại dịu dàng đa tình như vậy. Tinh. Thiên mệnh hệ thống thăng cấp, mở khóa công năng đạo lữ. Công năng của đạo lữ, túc chủ phải thỏa điều kiện phía dưới, trong nháy mắt kết đối phương làm đạo lữ.
ghi chú, sau khi trở thành đạo lữ, đối phương sẽ có được thể chất và thiên phú của ngươi. Mỗi khi trói buộc được đạo lữ, tốc độ gia tăng tu vi của túc chủ lẫn đạo lữ sẽ nhanh hơn 10%. Không, không phải chứ. Thiên mệnh hệ thống có còn có công năng nghịch thiên như này sao? Đạo lữ chẳng những có thể có được thể chất lẫn thiên phú của ta, mà còn có thể gia tăng tốc độ tu vi. Có chiêu rồi. Thể chất chí tôn thánh thể của ta được hệ thống đánh giá là cấp SSS, sức mạnh phi phàm, năng lực hồi phục cường đại. Nếu sư tôn trở thành đạo lữ của ta, chẳng phải là sẽ có thể hưởng dụng những hiệu quả này của thánh thể sao? Sư tôn, người có nguyện ý trở thành đạo lữ của ta hay không? Đạo lữ, bây giờ mà vẫn còn muốn trêu cợt vi sư. Ta biết sư tôn không thể chấp nhận đồ nhi trở thành đạo lữ của mình. Nhưng nếu chúng ta yêu nhau cùng thế hệ, liệu người đồng ý quan hệ đạo lữ chứ? Có lẽ là... Chẳng lẽ là nội thương lan vào não sao? Sao lại trả lời câu hỏi ngu ngốc như vậy cơ chứ? Có lẽ... Tinh, Nguyệt Sao đã đồng ý yêu cầu của túc chủ, trở thành vị đạo lữ đầu tiên. Bác thành công rồi, quả nhiên là hệ thống vẫn còn tồn tại lỗ hỏng. Sao vi sư lại đột nhiên cảm thấy mình đang sáng lập kết nối tâm thần với ngươi vậy? Mà nội thương thì lại khá hơn rất nhiều, giống như là khí tức đang dung nhập vào chí tôn thánh thể của ngươi vậy. Đó là đương nhiên rồi, vì sư tôn đã là đạo lữ của ta rồi kia mà. Cái gì? Khụ khụ, vì thiên phú của ta tương đối đặc thù, có thể nhanh chóng kết làm đạo lữ với người. Trở thành đạo lữ của ta, có thể hưởng thụ lợi ích của chí tôn thánh thể, còn có thể cùng nhau gia tăng tốc độ tu hành. Nói vậy, là do vi sư hưởng năng lực hồi phục của chí tôn thánh thể nên mới chữa lành nội thương. Rõ ràng là ta vẫn chưa đồng ý làm đạo lữ của ngươi. Nếu sư tôn không động tình, không có đồng ý trong đầu thì sao vừa rồi có thể lập quan hệ đạo lữ cơ chứ? Sư tôn đừng ngại, về sau chúng ta là quan hệ đạo lữ ở chung song tu. Nốt của dịch giả, song tu ở đây là hai người cùng tu luyện nhé, không phải song tu kiểu kia đâu. Đừng nghĩ lung tung, đạo lữ là người cùng tu đạo, là ngày ngày động phòng song tu. Coi như là ký kết đạo lữ, vi sư cũng sẽ nóng não làm loạn với ngươi. Nếu thái độ của đạo lữ sư tôn lạnh lùng như vậy, vậy ngày sau ta sẽ kiếm thêm vài đạo lữ cho nàng nhé. Sư tôn thấy thế nào? Trương Giật, ngươi đây là đang cố ý quấy rầy tâm tình của ta sao? Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thông báo về tập mới sớm nhất nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể ủng hộ tụi mình bằng cách cày view trên các nền tảng trên hoặc donate để giúp tụi mình có thêm động lực, kinh phí dịch chuyện nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.